Phẩm thứ bảy, cơ duyên. Tổ từng được pháp ở Huỳnh Mai, về đến Thiều Châu, thôn Tào Hầu, mọi người đều không biết, có bản khác nói. Khi tổ đi đến thôn Tào Hầu, ở lại hơn 9 tháng, nhưng tổ tự nói không quá hơn 30 ngày liền đến Huỳnh Mai. Đây là tâm cầu đạo chí thiết, đâu có dừng ở, như vậy cho thời gian đi là không phải. Có một nho sĩ là Lưu Chí Lược, kính trọng ngài lắm. Chí Lược có người cô làm ni tên là Vô Tận Tạng, thường tụng kinh Đại Niết Bàn. Tổ nghe qua liền biết được diệu nghĩa, mới vì cô ni giải nói. Ni cầm quyển kinh hỏi chữ, tổ bảo chữ thì không biết, nghĩa tức mời hỏi. Cô ni nói, chữ còn không biết sao có thể hiểu nghĩa. Tổ bảo diệu lý của chư Phật chẳng có quan hệ đến văn tự. Cô ni kinh lạ mới bảo khắp hàng kỳ đức. Kỳ đức người lớn tuổi có đức trong thôn rằng, đây là hàng tu sĩ có đạo nên thỉnh cúng dường. Khi ấy có cháu bốn đời của Ngụy Võ Hầu tên là Tào Thúc Lương, và dân cư trong làng đưa nhau đến chiêm lễ tổ. Khi ấy chùa cổ Bảo Lâm từ cuối đời Tùy bị binh lửa làm tàn phế, mới y nơi nền cũ dựng lại ngôi chùa, mời tổ trụ trì ở đó. Không bao lâu thành một ngôi chùa rất trang nghiêm. Tổ ở đó hơn 9 tháng lại bị bọn ác đuổi theo. Tổ bèn trốn đến trước núi, bị họ phóng hỏa đốt cỏ cây. Tổ ẩn thân vào trong kẹt đá được khỏi. Trên đá ngày nay dấu tổ ngồi kiết già, và vết nếp y của tổ vẫn còn, nhân đó gọi là hòn đá tị nạn. Tổ nhớ ngũ tổ dạy đến hoài và hội rừng ẩn. Ngài mới ẩn ở hai ấp ấy. Tăng Pháp Hải, người quê ở Khúc Giang, Thiều Châu, ban đầu đến tham vấn tổ hỏi rằng, tức tâm tức Phật, cúi xin ngài chỉ dạy. Tổ bảo, niệm trước chẳng sanh tức tâm, niệm sau chẳng diệt tức Phật, thành tất cả tướng tức tâm, lìa tất cả tướng tức Phật. Nếu tôi nói cho đủ, cổ kiếp cũng không hết, hãy lắng nghe tôi nói kệ. Tức tâm là tuệ, tức Phật là định, định tuệ bình đẳng trong ý thanh tịnh. Ngộ pháp môn này do ông tập tánh, dụng vốn không sanh, song tu là tránh. Tức tâm danh tuệ, tức Phật nãi định, định tuệ đẳng đẳng ý chung thanh tịnh. Ngộ thử pháp môn do nhữ tập tánh, dụng bổn vô sanh, song tu thị tránh. Ngài Pháp Hải nghe lời đó liền đại ngộ, làm bại kệ tán thán. Tức tâm nguyên là Phật, chẳng ngộ mà tự khinh, con biết nhân định tuệ, đồng tu lìa các vật. Tức tâm nguyên thị Phật, bất ngộ nhi tự khuất, ngã chi định tuệ nhân, song tu ly chư vật. Tăng Pháp Đạt, người ở Hồng Châu, xuất gia lúc 7 tuổi, thường tụng kinh Pháp Hoa, đến lễ tổ mà đầu không sát đất, tổ mới của, lễ mà đầu không sát đất chi bằng đừng lễ. Trong tâm ông ắt có một Phật, vậy ông chứa chất sự nghiệp gì? Pháp Đà thưa, tôi tụng kinh Pháp Hoa đã đến 3.000 bộ. Tổ bảo, nếu ông tụng đến muôn bộ được ý kinh mà chẳng cho là hơn, ắt cùng với ta sánh vai. Nay ông mang sự nghiệp này chọn không biết lỗi, nghe ta nói kệ. Lễ cốt chặt cờ mạng, sao đầu không sát đất, có ngã tội liền sanh, quên công phước vô tỷ. Lễ bản chiết mạng tràng, đầu hề bất trí địa, hữu ngã tội tức sanh, vong công phúc vô tỷ. Tổ lại hỏi, ông tên gì? Pháp Đạt thưa, tên Pháp Đạt. Tổ bảo, ông tên Pháp Đạt mà đâu từng đạt pháp. Lại nói kệ, nay ông tên Pháp Đạt, chuyên tụng chưa từng thôi, tụng rỗng chỉ theo tiếng, sáng tâm hiệu Bồ Tát. Nay ông vì có duyên, nay tôi vì ông nói, chỉ tin Phật không lời, hoa sen từ miệng Pháp. Nhữ kim danh Pháp Đạt, cần tụng vi hữu yết, không tụng đãng tuần thanh, minh tâm hiệu Bồ Tát. Nhữ kim hữu duyên cố, ngô kim vị nhữ tuyết, đãng tín Phật vô ngôn, liên hoa tùng khẩu pháp. Ngài Pháp Đạt nghe kệ hối hận, tạ lỗi thưa, từ nay về sau con sẽ khiêm cung đối với tất cả. Đệ tử tụng kinh Pháp Hoa mà chưa hiểu được nghĩa kinh, tâm thường có nghi. Hòa thượng là bậc trí tuệ rộng lớn, cuối mong được nói nghĩa lý trong kinh. Tổ bảo, Pháp Đạt, pháp tức rất thâm đạt mà tâm ông chẳng đạt. Kinh vốn là không nghi mà tâm ông khởi nghi. Ông tụng kinh này lấy cái gì làm tông? Pháp Đạt thưa, học nhân can tánh ám độn, từ trước đến nay chỉ y văn mà tụng niệm, đâu có biết tông thú. Tổ bảo, tôi không biết chữ, ông thử lấy kinh tụng một biến, tôi sẽ vì ông giải nói. Pháp Đạt liền to tiếng tụng kinh đến phẩm thí dụ. Tổ bảo dừng, kinh này nguyên lai lấy nhân duyên ra đời làm tông,
dù nói nhiều thứ thí dụ cũng không vượt qua chỗ này. Sao là nhân duyên? Kinh nói chư Phật Thế Tôn chỉ có một đại sự nhân duyên mà xuất hiện ở đời. Một đại sự đó là tri kiến Phật. Người đời do mê bên ngoài nên chấp tướng, mê bên trong nên chấp không. Nếu hay nơi tướng mà lìa tướng, nơi không mà lìa không thì trong ngoài chẳng mê. Nếu ngộ được pháp này, một niệm tâm khai ấy là khai tri kiến Phật. Phật tức là giác, phân làm bốn môn: khai giác tri kiến, thị giác tri kiến, ngộ giác tri kiến, nhập giác tri kiến. Nếu nghe khai thị liền hay ngộ nhập, tức là giác tri kiến, trên tánh xưa nay mà được xuất hiện. Ông dè dặt chớ hiểu lầm ý kinh, nghe trong kinh nói khai thị ngộ nhập rồi tự cho là tri kiến của Phật, thì chúng ta thì vô phần. Nếu khởi cái hiểu này, tức là chê bai kinh vì bám Phật vậy. Phật kia đã là Phật rồi, đã đầy đủ tri kiến, cần gì phải khai nữa. Này ông phải tin Phật tri kiến đó chỉ là tự tâm của ông, lại không có Phật nào khác. Vì tất cả chúng sanh tự che phủ cái quang minh, tham ái trần cảnh, ngoài thì duyên với ngoại cảnh, trong tâm thì lăng xăng, cam chịu lôi cuốn, liền nhọc Đức Thế Tôn kia từ trong tam muội mà dạy, dùng bao nhiêu phương tiện nói đến đóng miệng, khuyên bảo khiến các ông buông dứt, chớ hướng ra ngoài tìm cầu, thì cùng Phật không hai, nên nói khai Phật tri kiến. Tôi cũng khuyên tất cả người nên thường khai tri kiến Phật ở trong tâm của mình. Người đời do tâm tà, ngu mê tạo tội, miệng thì lành, tâm thì ác, tham sân tật đố, xiểm nịnh ngã mạn, xâm phạm người hại vật, tự khai tri kiến chúng sanh. Nếu hay chánh tâm, thường sanh trí tuệ, quán chiếu tâm mình, dừng ác làm lành, ấy là tự khai tri kiến Phật. Ông phải mỗi niệm khai tri kiến Phật, chớ khai tri kiến chúng sanh. Khai tri kiến Phật tức là xuất thế, khai tri kiến chúng sanh tức là thế gian. Nếu ông chỉ nhọc nhằn chấp việc tụng niệm làm công khóa, thì nào khác con trâu li mến cái đuôi của nó. Pháp Đạt thưa, nếu vậy thì chỉ được hiểu nghĩa, chẳng cần phải tụng kinh chăng? Tổ bảo kinh có lỗi gì, đâu có chướng ngại ông tụng, chỉ về mê ngộ là tại người, tổn giảm hay lợi ích là do mình. Miệng tụng tâm hành tức là truyền được kinh, còn miệng tụng mà tâm không hành tức là bị kinh truyền. Hãy nghe ta nói kể đây. Tâm mê pháp hoa truyền, tâm ngộ truyền pháp hoa, tụng lâu không rõ nghĩa, cùng nghĩa trở thành thù. Không niệm, niệm là tránh, có niệm, niệm là tà, có không đều trồng chấp, hằng ngồi xe bạch nghiêu. Tâm mê pháp hoa truyền, tâm ngộ truyền pháp hoa, tụng kinh kiều bất minh, giữ nghĩa tác thù ra. Vô niệm niệm tức tránh, hữu niệm niệm thành tà, hữu vô câu bất kế, trường ngự bạch nghiêu xa. Pháp Đạt nghe kệ rồi bất giác rơi lệ rầm rè, nghe lời nói liền đại ngộ và thưa với tổ: Pháp Đạt từ xưa đến nay thật chưa từng chuyển pháp hoa mà bị pháp hoa chuyển. Lại thưa: Kinh nói các vị đại thanh văn cho đến Bồ Tát đều đem hết khả năng suy nghĩ cùng chung nghĩ lường, cũng không thể nào đo được trí của Phật. Ngày nay khiến kẻ phàm phu chỉ ngộ được tự tâm nên gọi là tri kiến Phật, tự chẳng phải là hàng thượng căn nên chưa khỏi nghi báng. Lại kinh nói ba xe, xe dê, xe nai, xe trâu cùng với xe trâu trắng khác nhau như thế nào, cú xin hòa thượng rủ lòng từ khai thị cho. Tổ bảo: Ý kinh rõ ràng, ông tự mê trái. Các hạng người tam thừa không thể đo lường được trí tuệ Phật, đó là lỗi tại chỗ đo lường. Dù ông đem tất cả sự suy nghĩ mà suy xét lại càng thêm xa vời. Phật vốn vì phạm phu mà nói, chẳng vì Phật mà nói. Lý này nếu chẳng tin chắc thì sẽ như những vị thanh văn trong hội pháp hoa thối tịch vậy, đâu chẳng biết đã ngồi trên xe bạch nghiêu, lại tìm ba xe ngoài cửa, huống là kinh văn rõ ràng nhằm ông mà nói, chỉ một Phật thừa không có thừa nào khác, hoặc là hai, hoặc là ba, cho đến vô số phương tiện, bao nhiêu nhân duyên thí dụ, ngôn từ nói vẻ pháp ấy đều vì một Phật thừa. Sao ông chẳng tỉnh, ba xe là giả, là việc thuở xưa, một xe là thật, là việc hiện nay, chỉ dạy ông dẹp giả trở về thật. Sau khi trở về thật, thật cũng không tên, nên biết có những của báu chọn thuộc về ông, do ông thọ dụng lại không khởi tưởng của cha, cũng không khởi tưởng của con, cũng không khởi tưởng dùng, ấy gọi là trì kinh pháp hoa. Từ kiếp này đến kiếp khác, tay không rời quyển kinh, từ sáng đến tối không lúc nào chẳng tụng kinh. Pháp Đạt nhờ chỉ dạy vui mừng nhảy nhót, liền nói kệ khen rằng: Kinh tụng 3000 bộ, Tào Khê một câu quên, chưa rõ ý xuất thế, đâu hết cuồng nhiều đời, dê nai châu quyền lập, trước giữa sau khéo bày, ai biết trong nhà lửa, nguyên là vị vua pháp.
kinh tụng Tam Thiên Bộ, Tào Khê Nhất Cú Vong, Vị Minh Xuất Thế Trì, Ninh Yết Lụy Xanh Cuồng, Dương Lộc Hưu Quyền Thiết, Sơ Trung Hậu Thiện Dương, Thùy Chi Hỏa Trạch Nội, Nguyên Thị Pháp Trung Vương. Tổ bảo từ nay về sau ông mới đáng gọi là Tăng Tụng Kinh. Pháp Đạt từ đây lãnh hội huyền chỉ cũng không ngừng tụng kinh. Tăng Trí Thông, người quê ở An Phong thuộc Thọ Châu, ban đầu xem kinh Lăng Già đến hơn 1.000 lần, nhưng không hiểu được tam thân tứ trí đến lễ tổ cầu giải nghĩa. Tổ bảo ba thân là thanh tịnh pháp thân, đó là tánh của ông. Viên mãn báo thân là trí của ông. Thiên bá ước hóa thân là hạnh của ông vậy. Nếu lìa bản tánh riêng nói ba thân, tức gọi có ba mà không trí. Nếu ngộ được ba thân không có tự tánh, tức là do bốn trí bồi đà. Hãy lắng nghe tôi nói cả. Tự tánh đủ ba thân, phát minh thành tứ trí. Chẳng lìa duyên thấy nghe, siêu nhiên lên quả Phật. Nay tôi vì ông nói, tin chắc hẳng không mê, chớ học người tìm cầu, chọn ngày nói bồ đề. Tự tánh cụ tam thân, phát minh thành tứ trí, bất ly kiến văn duyên, siêu nhiên đăng Phật địa. Ngô kim vị nhữ thuyết, đế tín vĩnh vô mê, mặc học trì cầu giả, trung nhật thuyết bồ đề. Ngài Trí Thông lại thưa, về nghĩa tứ trí có thể nghe được chăng? Tổ bảo đã hiểu ba thân để rõ tứ trí, sao lại hỏi ư? Nếu lìa ba thân riêng nói tứ trí, đây gọi là có trí mà không thân, tức đây có trí lại thành vô trí. Ngài nói kệ, đại viên cảnh trí tánh thanh tịnh, bình đẳng tánh trí tâm không bệnh, diệu quan sát trí thấy không công, thành sở tác trí đồng viên cảnh, ngũ bát lục thất quả nhân truyền, chỉ dùng danh ngôn không thật tánh, nếu ngay chỗ truyền không giấy niệm, ngay nơi ồn náo hẳng đại định. Đại viên cảnh trí tánh thanh tịnh, bình đẳng tánh trí tâm vô bệnh, diệu quan sát trí kiến phi công, thành sở tác trí đồng viên cảnh, ngũ bát lục thất quả nhân truyền, đán dụng danh ngôn vô thật tánh, nhược ư truyền xứ bất lưu tình, phổn hưng vĩnh sử na giả định. Như trên nói chuyển thức thành trí, trong kinh nói chuyển năm thức trước làm thành sở tác trí, chuyển thức thứ sáu làm diệu quan sát trí, chuyển thức thứ bảy làm bình đẳng tánh trí, chuyển thức thứ tám làm đại viên cảnh trí. Tùy thức thứ sáu, thức thứ bảy là ở trong nhân chuyển, còn năm thức trước và thức thứ tám là trên quả chuyển, chỉ chuyển tên mà không chuyển thể. Trí Thông liền đốn ngộ được tánh trí nên trình kệ rằng, ba thân nguyên thể ta, tứ trí vốn tâm sáng, thân trí dung không ngại, ứng vật mặc tùy hình, khởi tu đều vọng động, giữ trụ trái chân tinh, diệu chỉ nhân thầy rõ, chọn quên tên nhiễm ô. Tam thân nguyên ngã thể, tứ trí bổn tâm minh, thân trí dung vô ngại, ứng vật nhiệm tùy hình, khởi tu dài vọng động, thủ trụ phỉ chân tinh, diệu chỉ nhân sư hiểu, trung vong nhiễm ô danh. Tăng Trí Thường, người ở Quý Khê Tín Châu thường nhỏ xuất gia, trí cầu thấy tánh, một hôm đến tham lễ, tổ hỏi, ông từ đâu đến, muốn cầu việc gì? Sư thưa, học nhân gần đây, đến núi Bạch Phong ở Hồng Châu lễ hòa thượng Đại Thông, nhờ chỉ nghĩa kiến tánh thành Phật, nhưng chưa giải quyết được hồ nghi. Từ xa đến đây, lễ hòa thượng, mong hòa thượng từ bi chỉ dạy. Tổ bảo, kia có ngôn cú gì, ông thử nhắc lại xem. Trí Thường thưa, Trí Thường đến nơi kia, trải qua 3 tháng chưa được chỉ dạy vì lòng tha thiết, vì pháp. Nên một hôm riêng vào trượng thất thưa hỏi, thế nào là bản tâm bản tánh của con? Ngài Đại Thông nói rằng, ông thấy hư không chăng? Trí Thường đáp, thấy. Hòa thượng Đại Thông hỏi, ông thấy hư không có tướng mạo chăng? Trí Thường đáp, hư không vô hình mà có tướng mạo gì? Ngài Đại Thông bảo, bản tánh của ông ví như hư không, chọn không một vật có thể thấy, ấy gọi là chánh kiến. Không một vật có thể biết, ấy gọi là chân tri. Không có xanh vàng dài ngắn, chỉ thấy bản nguyên thanh tịnh, giác thể tròn sáng, tức gọi là thấy tánh thành Phật, cũng gọi là Như Lai tri kiến. Học nhân tuy nghe lời này vẫn chưa giải quyết xong điều nghi, cố xin hòa thượng chỉ dạy. Tổ bảo, lời thầy kia nói vẫn còn kiến tri, nên khiến ông chưa rõ. Nay tôi chỉ ông một bài kệ. Chẳng thấy một pháp còn thấy không, giống như mây nổi che mặt nhật. Chẳng biết một pháp giữ biết không, lại như hư không xanh điện chớp. Tri kiến này bỗng nhiên dấy lên, lầm nhận đâu từng hiểu phương tiện. Ông phải một niệm tự biết lỗi, tự kỳ linh quang thường hiện hiện. Bất kiến nhất pháp tồn vô kiến, đại tợ phù vân già nhật diện.
bất chi nhất pháp thủ, không chi hoàng như thái hư sanh thiểm điện, thử chi chi kiến biết nhiên hưng, thác nhận hạ tầng giải phương tiện, nhữ đường nhất niệm tự chi phi, tự kỷ linh quang thường hiện hiện. Trí thường nghe bài kệ rồi tâm ý hoát nhiên, bèn nói kệ rằng: vô cớ khởi tri kiến, chấp tướng cầu bồ đề, tình còn một niệm ngộ, đâu vượt mê ngàn xưa. Tự tánh giác nguyên thể, tùy chiếu luống đổi rời, chẳng vào thất tổ sư, mở mịt chạy hai đầu. Vô đoàn khởi tri kiến, trước tướng cầu bồ đề, tình tồn nhất niệm ngộ, ninh việt tích thời mê. Tự tánh giác nguyên thể, tùy chiếu uổng thiên lưu, bất nhập tổ sư thất, mang nhiên thú lưỡng đầu. Trí thượng một hôm hỏi tổ: Phật nói pháp ba thừa, lại nói tối thượng thừa, đệ tử chưa hiểu, cúi mong ngài vì chỉ dạy. Tổ bảo: ông xem nơi bản tâm mình, chớ có chấp pháp tướng bên ngoài. Pháp không có bốn thừa, tâm người tự có những sai biệt. Thế nghe tụng đọc là tiểu thừa, ngộ pháp hiểu nghĩa là trung thừa, y pháp tu hành là đại thừa. Muôn pháp trọn thông, muôn pháp đầy đủ, tất cả không nhiễm để các pháp tướng, một cũng không được, gọi là tối thượng thừa. Thừa là nghĩa hành, không phải ở miệng tranh. Ông phải tự tu, chớ có hỏi tôi, trong tất cả thời, tự tánh, tự như. Trí thượng liền lễ tạ và hầu tổ đến trọn đời. Tăng trí đạo, người quê ở Nam Hải, Quảng Châu đến thưa hỏi, thưa rằng: học nhân, tự xuất gia, xem kinh Niết Bàn hơn 10 năm, chưa rõ được đại ý, cuối mong hòa thượng thương xót chỉ dạy. Tổ bảo: chỗ nào ông chưa rõ? Thưa rằng: chư hạnh vô thường là pháp sanh diệt, sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui, nơi đây con nghi ngờ. Tổ hỏi: ông nghi như thế nào? Thưa rằng: tất cả chúng sanh đều có hai thân, gọi là sắc thân và pháp thân. Sắc thân vô thường, có sanh có diệt, pháp thân có thường, không tri không giác. Kinh nói: sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui, chẳng biết thân nào tịch diệt, thân nào thọ vui. Nếu là sắc thân, khi sắc thân tịch diệt, bốn đại phân tán toàn là khổ, khổ không thể nói vui. Nếu pháp thân tịch diệt, tức đồng cỏ cây gạch đá, ai sẽ thọ vui? Lại pháp tánh là thể của sanh diệt, năm uẩn là dụng của sanh diệt. Một thể năm dụng, sanh diệt là thường. Sanh thì từ thể khởi dụng, diệt thì từ dụng nhiếp về thể. Nếu cho lại sanh, tức là loài hữu tình, không đoạn không diệt. Nếu chẳng cho lại sanh, tức là hằng trở về tịch diệt, thì đồng với vật vô tình. Như thế ắt tất cả pháp bị sự ngăn cấm của Niết Bàn, còn chẳng được sanh, có gì là vui. Tổ của: ông là Thích Tử, sao lại tập theo ngoại đạo về đoạn kiến và thượng kiến mà luận nghị về pháp tối thượng thừa? Cứ theo lời ông nói, tức là ngoài sắc thân riêng có pháp thân, lìa sanh diệt để cầu tịch diệt, lại suy luận Niết Bàn thượng lạc, nói có thân thọ dụng, đây là chấp lẫn về sanh tử, đắm mê cái vui thế gian. Nay ông nên biết Phật vì tất cả người mê nhận thân năm uẩn hòa hợp làm thể tướng của mình, phân biệt tất cả pháp cho là tướng ngoại trần, ưa sanh ghét chết, niệm niệm đổi rời, không biết là mộng huyễn hư giả, luống chịu luân hồi, lấy thường lạc Niết Bàn đổi thành tướng khổ, chọn ngày tìm cầu. Phật vì thương những người này mới chỉ dạy Niết Bàn chân lạc. Trong sát na không có tướng sanh, trong sát na không có tướng diệt, lại không có sanh diệt, có thể diệt, ấy là tịch diệt hiện tiền. Chính ngay khi hiện tiền cũng không có cái lượng hiện tiền, mới gọi là thượng lạc. Vui này không có người thọ, cũng không có người chẳng thọ, há có tên một thể năm dụng. Huống là lại nói Niết Bàn ngăn cấm các pháp, khiến hằng chẳng sanh, đây là ông chê Phật hủy pháp. Hãy nghe ta nói kệ: đại Niết Bàn vô thượng, tròn sáng thường lặng soi, phàm ngu gọi là chết, ngoại đạo chấp là đoạn. Những người cầu nhị thừa cho đó là vô tác, chọn thuộc chỗ tỉnh chấp, gốc 62 chấp, dối lập tên hư giả, sao đạt nghĩa chân thật. Chỉ có người vượt qua, thông suốt không thủ xà, do biết pháp năm uẩn và ngã ở trong uẩn, ngoài hiện các sắc tượng, mỗi mỗi tướng âm thanh, bình đẳng như mộng huyễn, không khỏi chấp phàm thánh, không khỏi hiểu Niết Bàn, hai bên ba mé dứt, thường hiện dụng các căn mà chẳng khởi tưởng dụng, phân biệt tất cả pháp, không khởi tưởng phân biệt. Kiếp hỏa đốt biển cả, gió thổi núi chạm nhau, chân thường tịch diệt vui, tướng Niết Bàn như thế. Nay tôi gắng gượng nói, khiến ông bỏ tà kiến, ông chớ theo lời hiểu, nhận ông biết ít phần. Vô thượng đại Niết Bàn, viên minh thường tịch chiếu,
Phàm ngu vị tri tử, ngoại đạo chấp vi đoạn, chư cầu nhị thừa nhân, mục dĩ vi vô tác. Tận thuộc tình sở kế, lục thập nhị kiến bản, vọng lập hư giả danh, hà vi chân thật nghĩa, duy hữu quá lượng nhân, thông đạt vô thủ xả, dĩ tri ngũ uẩn pháp, cập dĩ uẩn trung ngã, ngoại hiện chúng sắc tượng, nhất nhất âm thanh tướng, bình đẳng như mộng huyễn, bất khởi phàm thánh kiến, bất tác niết bàn giải, nhị biên tam tế đoạn, thường ứng chư căn dụng, nhi bất khởi dụng tưởng, phân biệt nhất thiết pháp, bất khởi phân biệt tưởng, kiếp hòa thiêu hại đẻ, phong cổ sơn tương kích, chân thường tịch diệt lạc, niết bàn tướng như thị, ngô kim cưỡng ngôn thuyết, linh nhữ xả tà kiến, nhữ vật tùy ngôn giải, hứa nhữ chi thiểu phần. Chí đạo nghe kể đại ngộ, vui mừng nhảy nhót, làm lễ rồi lui.